Thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là bảo vệ quyền tự do ngôn luận của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ra quyết định 847 trên QĐTTTT ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, gồm 03 chương, 09 điều ứng xử cơ bản cho mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, mạng xã hội đã được nhà nước tạo điều kiện phát triển và đã mang lại lợi ích không nhỏ cho những tổ chức, cá nhân tham gia. Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, YouTube, Lotus, Viber, Zalo, Twitter, Instagram, người dân Việt Nam có thể tự do chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về mọi vấn đề của đời sống xã hội. Trong hệ thống chính trị, bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương ngày càng có nhiều cơ quan, tổ chức sử dụng mạng xã hội để làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính, giữ mối liên hệ với người dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, không ít những tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội do thiếu hiểu biết hoặc có động cơ không trong sáng, bức xúc, nhất thời nên có những hành vi, phát ngôn phản cảm, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Gần đây nhất, có không ít cá nhân nhanh nhẩu đưa ra những thông tin không kiểm chứng, sai sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, về việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong do tự tử đã gây sự hoang mang trong xã hội. Khi bị cơ quan chức năng sờ đến thì họ thản nhiên trả lời là do thiếu hiểu biết. Đặc biệt, có một số tổ chức, cá nhân biến không gian mạng thành nơi kinh doanh lừa đảo, tung tin vịt, hay là những kẻ tự xưng là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chế độ, truyền bá tư tưởng cực đoan, kích động bạo lực, truyền bá văn hóa đồi trụy, làm nơi tụ họp để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ. Thời gian qua, cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam đã điều tra, phạt hành chính, hoặc bắt giữ, truy tố, phạt tù một số đối tượng vi phạm pháp luật, tự xưng là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhà báo tự do, dưới dạng là blogger chuyên viết bài, làm video clip, với nội dung xuyên tạc sự thật, bôi nhọ đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hay là những lời kêu gọi lập đảng, lập hội chống đối chế độ để tung lên mạng, của Huy Hà Vũ, Huy Đức, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hành xử của cơ quan chức năng như vậy là việc làm tuân thủ hiến pháp và pháp luật nhằm đảm bảo mạng xã hội luôn trong sạch, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, được người dân đồng tình ủng hộ. Như vậy, việc Bộ Thông tin và Truyền thông ra bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng là một biện pháp mang tính đạo đức, trách nhiệm cao, hết sức cần thiết, mặc dù đây không phải là văn bản mang tính ràng buộc pháp lý. Thực hiện tốt bộ quy tắc sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân có được chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên mạng xã hội đúng đắn, phù hợp với quy định pháp luật và truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh, bảo đảm quyền tự do cá nhân, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Thực tế này hoàn toàn phản bác quan điểm của một số tổ chức, cá nhân. Điển hình như Nguyễn Quang A phát biểu trên RFI tiếng Việt ngày 12 tháng 7 năm 2021 và được một số trang mạng phản động tung hứng. Toàn bộ máy thực thi pháp luật và bộ máy đàn áp đây có thể vin vào bộ quy tắc ứng xử này để hành hạ những người vi phạm, tuy chưa đến mức bắt vào tù, nhưng cái khoản hửa mù mờ, xám của sự trấn áp mới là cái kinh khủng, đụng đến hàng chục triệu con người. Nó tạo thành cơ sở trên một cái nền chung và đến một lúc nào đó, họ sẽ ra một thông tư hay nghị định của chính phủ và lúc đó nó sẽ trở thành một cái bắt buộc, thu hẹp, hạn chế các quyền dân sự một cách hết sức nguy hiểm. Hay như nhận định của mạng The Diploma rằng, rất đáng tiếc, mạng xã hội, Internet là một công cụ rất hữu hiệu cho một chính quyền độc tài để kiểm soát người dân, bịt miệng người dân bằng việc sử dụng hàng chục, hàng trăm nghìn người theo lệnh tập trung của họ. Bộ quy tắc ứng xử đi xa hơn nữa, từ những biện pháp răn đe mang tiêu cực cấm những điều mà cư dân mạng viết, đến việc phổ biến những thông tin tích cực hơn. Ở Việt Nam, mọi tổ chức và cá nhân dẫu hoạt động ở đâu, lĩnh vực nào, trên hiện thực đời sống hay không gian mạng thì đều phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tự do là tuân thủ pháp luật, ở đâu có dân chủ thì ở đó có tự do và Việt Nam là một đất nước như thế. Không ai có thể phủ nhận điều đó, chỉ những tổ chức, cá nhân lòng dạ tối như hũ nút mới không thấy. Thực hành tốt bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là đạo đức, trách nhiệm, lợi ích thiết thân của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng và cũng là nhằm tới bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.